Trường quân sự tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức đón người về từ châu Âu và các vùng dịch COVID-19 để thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Sau khi hoàn thành việc cách ly cho 349 công dân, Trường quân sự tỉnh Hưng Yên tiếp tục đón cách ly người trở về từ châu Âu và các vùng có dịch COVID-19. Khu vực tiếp nhận cách ly có sức chứa khoảng 350 người, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt như giường, đệm, nhà ăn, khu vệ sinh khép kín. Những người cách ly tập trung được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp thực hiện việc sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, nhận tờ rơi tuyên truyền, nhận khẩu trang, hướng dẫn và vào khu vực cách ly hướng dẫn vệ sinh cá nhân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ đến trung tâm này sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt, dọn vệ sinh để đón công dân, người từ nước ngoài trở về cách ly. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế, khử trùng phòng dịch, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, khẩu trang, tập huấn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ có kiến thức về phòng chống dịch.